Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để phục vụ hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Theo tìm hiểu, Daewoo Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, được xây năm 1996. Thời gian đầu hoạt động, Daewoo là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân chính khách trong và ngoài nước. Khách sạn Daewoo Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố với hơn 400 phòng. Đây là một phần trong dự án tổ hợp trung tâm thương mại DH với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn Daewoo Hà Nội 5 sao, khu văn phòng DH Business Center và khu căn hộ cho thuê DH Service Apartment bên cạnh Hồ Thủ Lệ, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm nổi tiếng từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của khách sạn này trong nhiều năm không thuận buồm xuôi gió. Cho dù tỷ lệ sinh lời thấp, nhưng giá trị tài sản của tổ hợp không ngừng tăng qua các năm. Giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm 2012 đã đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Vào đầu năm 2012, dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn Daewoo Hà Nội sau khi tập đoàn Daewoo mẹ tại Hàn Quốc phá sản. Tới tháng 4 2012, đối tác nội trong liên doanh trung tâm thương mại DH là công ty điện tử Hino xác nhận đã mua lại 70% vốn góp của đối tác Hàn Quốc Daewoo Inc. Trước đó, một đại gia khác của Hàn Quốc là tập đoàn Lotte và một số tập đoàn nước ngoài đã có những cuộc chiến ngầm trong một thời gian dài nhằm thâu tóm tổ hợp DH. Với lợi thế tài chính mạnh, Lotte tưởng như nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua này. Khi đó, có thông tin Lotte và Daewoo đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó Lotte sẽ trả cả 100 triệu đô la Mỹ để sở hữu 100% cổ phần của Daewoo tại DH để xây dựng kết hợp với khu lân cận tạo thành Lotte Town. Mặc dù vậy, vào phút chót, DH đã về tay Hano nhờ điều khoản quyền ưu tiên mua thuộc về các đối tác trong liên doanh với giá trị chuyển nhượng được cho là vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó, hai ông chủ mới của tổ hợp DH được hé lộ là công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành và công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1. Song, số phận DH một lần nữa sang trang mới sau khi công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch là Bông Sen Corp, một công ty con của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, công bố tại Đại hội Cổ đông năm 2015 là đã mua thành công 34,83% cổ phần tổ hợp DH. Trong bản chào bán quyền mua tỷ lệ 1:2 tại Bông Sen Corp khi đó, Sài Gòn Tourist cho biết Bông Sen Corp sẽ sử dụng tiền từ đợt chào bán hơn 163 triệu cổ phiếu để hoàn tất việc sở hữu 51% cổ phần của DH thuộc sở hữu công ty cổ phần DH. Theo Sài Gòn Tourist, số tiền Bông Sen Corp chi ra để sở hữu 51% DH là 3.650 tỷ. Như vậy, tổ hợp khách sạn Daewoo được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn 117, 123 Đồng Khởi, khách sạn Palace Sài Gòn 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex 61-63 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemongrass, Calibre, Bayer Garden, Vietnam House, buffet gánh Bông Sen, bánh Broda với hệ thống 18 cửa hàng lữ hành Lotus Tour, lữ hành Lotus Tours. Sau khi được tư nhân hóa, công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng như nắm cổ phần lớn tại công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, sở hữu công ty cổ phần Sài Gòn One Tower. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng, nhưng Bông Sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bông Sen lỗ 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng lỗ cả trong năm 2022 và 2021. Tới giữa năm 2023, vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm khoảng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu vốn chủ sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng. Bông Sen trong năm 2023 chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nằm trong danh sách các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát.
Theo một báo cáo công bố hồi tháng 11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, công ty cổ phần Bông Sen đã không thanh toán 4.800 tỷ đồng trái phiếu và hơn 668 tỷ đồng lại trái phiếu. Lý do mà Bông Sen Corp đưa ra là do tài khoản bị phong tỏa. Theo nghị quyết đại hội cổ đông của Bông Sen hôm 30/8/2023, đại hội đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Bộ Công an để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát. Đại hội cổ đông bất thường của Bông Sen Corp cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thi Phơ, cổ phần công ty Deha và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản tại 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn Palace, 6163 Hai Bà Trưng, khách sạn Bông Sen 2, số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi. Tại đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 30/8/2023, Chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần Deha. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần Hợp Nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Trước đó, Bông Sen Corp từng phát hành 4 lô trái phiếu khác, trong đó có lô trái phiếu phát hành để đảo nợ cho lô trái phiếu cũ. Trong lô trái phiếu cuối cùng còn đang lưu hành trên thị trường, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt làm tổ chức lưu ký. Tân Việt chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư An Đông. Doanh nghiệp này liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019 xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.